Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liệu Việt Nam có rơi vào giai đoạn độc tài trầm trọng hơn sau khi tổng trọng qua đời hay không? Ngày 22 tháng 7, AFA Tiếng Việt có bài bình luận của tác giả David Hutt, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Trung Âu về các vấn đề châu Á. Bài viết có tựa đề, ông Trọng để lại đảng Cộng sản Việt Nam ở thế chính mùi cho sự cai trị độc tài. Theo đó, ngày 19 tháng 7, đảng Cộng sản Việt Nam thông báo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã qua đời một ngày trước đó họ thông báo rằng ông Trọng, chính trị gia 80 tuổi, được xem là người có quyền lực nhất đất nước, đã được miễn nhiệm vì lý do sức khỏe. Và đây là hình bài trên AFA. Ông đã không tham dự số cuộc họp quan trọng trong những tháng gần đây, và thậm chí khi tham dự, ông có vẻ không được khỏe mạnh, đi lại không vững. Ông đã bị độc quỵ vài năm trước, nhưng dường như sau đó đã hồi phục. Tác giả lưu ý, nhiệm kỳ thứ ba của ông Trọng gần như chưa từng có tiền lệ ông tô lâm cựu bộ trưởng công an người vừa được thăng chức chủ tịch nước vào tháng trước giờ đây sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ của ông trọng sau khi ông trọng qua đời tác giả cho rằng với hiện trạng về sự độc quyền về quyền lực đã khiến đảng trở nên an toàn hơn đảng gia tăng đàn áp các nhà hoạt động và dân chủ trong khi xoa dịu công chúng bằng việc hạ bệ những kẻ tham nhũng lớn khu vực tư nhân cũng đã bị hạn chế do đó không tạo ra mối đe dọa nào đối với quyền lực chính trị của đảng nền kinh tế đã bảo vệ đảng khỏi sự trừng phạt từ phương tây trong vấn đề nhân quyền tuy nhiên tác giả cũng cho rằng ông trọng đã để lại một sự bung bét trong nội bộ đảng và đây là hình cố tổng bí thư nguyễn phú trọng ông tô lâm với tư cách là bộ trưởng công an và thủ tướng phạm minh chính đã sử dụng chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của ông trọng một cách nghệ thuật để thúc đẩy các lợi ích của mình loại bỏ một cách hiệu quả những ai có thể là đối thủ trong cuộc đua giành ghế tổng bí thư vào năm 2026. Tác giả cho biết, nhiều ủy viên bộ chính trị đã bị sa thải hơn bất cứ lúc nào mà chúng ta có thể nhớ. Các ủy viên bộ chính trị được kỳ vọng sẽ nghỉ hưu ở tuổi 65 và các cá nhân chỉ có thể giữ các vị trí cao cấp nhất tối đa là hai nhiệm kỳ. Quan trọng hơn, không ai có thể cùng lúc nắm giữ hai trong bốn vị trí quyền lực nhất đất nước. Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Ông Trọng đã vi phạm ba chuẩn mực lớn mà đảng đưa ra vào đầu những năm 1990. Hơn nữa, việc thanh trừng loại bỏ của ông Trọng nhằm mục tiêu thực hiện quan điểm không ai có quyền lực tuyệt đối trong đảng. Bất kỳ ai sử dụng quyền lực đều phải phục vụ đảng, chịu trách nhiệm trước đảng. Và đây là hình chủ tịch nước Tô Lâm. Tác giả cho rằng, để thành công, chiến dịch chống tham nhũng không chỉ đòi hỏi những cá nhân có đạo đức duy trì quyền lực ở vị trí cao nhất trong hệ thống quyền lực. Nó còn cần có sự đổi mới thường xuyên của thậm chí nhiều cá nhân có đạo đức hơn để lãnh đạo đảng trong tương lai. Thực sự, ông Trọng là một nhà tư tưởng, một người theo chủ nghĩa Marxist tận tụy, nhưng ông có nhiều phẩm chất của một nhà đạo đức học hơn các đồng chí của mình. Giống như ông Hồ Chí Minh, ông Trọng coi sự thoái hóa đạo đức là căn nguyên, gốc rễ của mọi vấn đề, chứ không phải do thể chế. Hơn 13 năm qua, ông trọng đã bắt được một số con chuột nói theo cách ẩn dụ của ông ấy nhưng tham nhũng vẫn lan tràn và ông ấy đã khiến cho chiếc bình của mình trở nên mỏng manh dễ vỡ hơn tác giả cho rằng việc ông trọng làm xói mòn các chuẩn mực của đảng cộng sản và sự tích tụ quyền lực cần thiết để đấu tranh chống tham nhũng đã mở ra cánh cửa cho sự xuất hiện của một lãnh đạo tối cao một cuộc đảo chính của độc tài một đảng cộng sản ít đa nguyên và ít dựa trên sự đồng thuận hơn Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Liệu Việt Nam có rơi vào giai đoạn độc tài trầm trọng hơn sau khi tổng trọng qua đời hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Khoảng trống quyền lực hậu Nguyễn Phú Trọng. Ngày 21 tháng 7, một điểm tuần báo của AFI tiếng Việt cho hay, Việt Nam khoảng trống quyền lực nguy hiểm sau thời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và đây là hình điểm tuần báo của AFI. AFI cho biết đây là nhận định của tuần báo Pháp, Korea International về sự kiện Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời vào ngày thứ sáu, 19 tháng 7, ở tuổi 80 để lại một khoảng trống khó lấp đầy trong đời sống chính trị Việt Nam. AFI dẫn tờ báo tiếng Pháp trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam Le Courier du Việt Nam. Theo đó, một ngày trước khi ông Trọng qua đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra thông cáo cho biết Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạm thời điều hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị để có thể tập trung điều trị tích cực cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bộ Chính trị trao cho ông Trọng huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và tờ báo mạng Asian Sentinel có trụ sở tại Hồng Kông nói thêm rằng huân chương này thường chỉ để truy tặng. Theo AFI, thứ Sáu ngày 19 tháng 7, Asian Sentinel cũng là tờ báo ngoại quốc đầu tiên loan tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời trước khi báo chí nhà nước nhìn nhận. Cơ quan truyền thông này nhận xét, sau khi đẩy lui được một số đối thủ trước đại hội đảng năm 2016 và dù bị độc quỵ vào giữa năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn nắm trọn quyền hành cho đến những tháng gần đây. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. AFI cũng cho biết tạp chí tin tức quốc tế của Mỹ The Diplomat nhắc lại rằng hồi tháng Giêng, ông Trọng đã không thể gặp Thủ tướng Lào và Tổng thống Indonesia. Việc Tổng bí thư không xuất hiện công khai khiến người ta đồng đoán sức khỏe của ông diễn biến xấu. Năm 2023, Nguyễn Phú Trọng đã phải hủy chuyến công du Hoa Kỳ. Theo Asian Sentinel, vào mùa xuân đã có những tin tức là ông Trọng làm việc trong một phòng dành riêng của khu hồi sức ở Bệnh viện Quân đội 108 Hà Nội. Ông thường qua đêm ở đó trong trường hợp cần chăm sóc khẩn cấp. Vẫn theo AFI, ngày 20 tháng 6, khi Putin đến Hà Nội, một tấm ảnh của tờ báo Nga Smutnik News, News cho thấy Tổng bí thư phải ngồi dựa hẳn vào ghế mà tờ báo Nhật Nikki Esan cho rằng có thể do tác dụng phụ của thuốc. Báo chí Việt Nam không nói gì về tình trạng này. AFI dẫn tờ Nikki Esan cho rằng từ nay đấu tranh quyền lực trong đảng sẽ gia tăng mạnh mẽ. Hai nhà nghiên cứu Việt Nam trong một bài viết đăng trên web Singapore Fulcrum khẳng định, ông Trọng qua đời sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề cho tương lai chính trị Việt Nam với cuộc khủng hoảng kế nhiệm. Và đây là hình Tô Lâm, người được chỉ định điều hành công việc của đảng thay ông Trọng. AFI nhắc lại, lên làm tổng bí thư từ năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng có quyền lực chưa từng thấy trong gần 15 năm qua. Và một trong những lý do là ông không hề có tài tiếng gì. Đặc biệt, ông tung ra chiến dịch chống tham nhũng được mệnh danh là đốt lò, khiến hàng ngàn quan chức bị bắt hoặc cách chức, kể cả những nhà lãnh đạo cao cấp. Nay ông trọng mất đi, để lại một khoảng trống lớn. AFI cho biết thêm, nhiệm kỳ tổng bí thư của ông còn kéo dài đến năm 2026, tức đại hội đảng lần tới. Trang mạng Fulcrum của Singapore tự hỏi, từ nay cho tới lúc đó, chủ tịch nước Tô Lâm có tạm thời kiêm nhiệm hay Bộ Chính trị sẽ bầu ra một tổng bí thư mới không? Ông Tô Lâm, vốn là Bộ trưởng Công an, cho đến tháng 5 đã đóng vai trò trung tâm trong chiến dịch chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng và chiến dịch này giúp ông có cơ hội loại bỏ các đối thủ trong cuộc đua thay thế ông Trọng, theo trang The Diplomat. Theo đó, Tô Lâm lên thay ông Võ Văn Thưởng bị buộc phải từ chức hồi tháng 3 với cáo buộc vi phạm các quy định của đảng. Một tháng sau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng phải từ chức tương tự. Tờ Asian Sentinel nhận định, bây giờ chỉ còn mỗi một chứa ngại vật trên con đường trở thành tổng bí thư của ông Tô Lâm là thủ tướng Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin khoảng trống quyền lực hậu Nguyễn Phú Trọng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới